Và nhận định về giá lợn hơi thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng trong 1 đến 2 tháng tới thì giá lợn hơi sẽ có thể giảm xuống mức là từ 60 cho đến 65.000 đồng 1 kg, bởi hiện nay thì việc tái đàn lợn tại các địa phương và doanh nghiệp đang khá tốt, nguồn cung sắp tới cũng sẽ dồi dào. Bên cạnh đó thì thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn như là CP và Dabaco đã cam kết là đưa giá thịt lợn về mức từ 70 cho đến 75.000 đồng 1 kg. Mấy ngày qua, giá lợn hơi ở miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ, thấp nhất còn 72.000 đồng 1 kg tại Phú Thọ, cao nhất là Thái Bình còn 82.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc hôm nay giảm thêm 4.000 đồng 1 kg, còn ngang bằng với Hà Nam, Nam Định, Tuyên Quang ở mức 75.000 đồng 1 kg. Bắc Giang, Hưng Yên trong khoảng 78-79.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vẫn khá ổn định trong khoảng 80-83.000 đồng 1 kg. Cao nhất tại Hà Nam và Quảng Ngãi ở mốc 83.000 đồng 1 kg, thấp nhất vẫn là Bình Thuận đạt 72.000 đồng 1 kg. Tiếp theo là Đắk Lắk còn 74.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng đạt 80.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại các tỉnh phía Nam giảm nhẹ, thủ phủ chăn nuôi lợn Đồng Nai chỉ còn 78.000 đồng 1 kg, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Cà Mau ở mức 78-79.000 đồng 1 kg. Các tỉnh An Giang, Bến Tre, Long An, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, giá lợn đạt 80.000 đồng 1 kg. Một trong những hộ nuôi bò sữa bài bản, quy mô lớn tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Gia đình chị Lương Thị Đoan hiện đang duy trì phát triển đàn bò sữa 30 con. Theo chị Đoan, mỗi con bò có thể cho từ 20 tới 40 lít sữa một ngày. Với mỗi lít sữa đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định về độ khô, độ béo, protein và không bị nhiễm khuẩn, tạp chất, sẽ được công ty thu mua toàn bộ với giá 14.000 đồng một lít. Với trung bình 5 tạ sữa thu được mỗi ngày, gia đình chị Đoan có thể thu về số lãi khoảng 7 triệu đồng. Còn gà, còn vịt thì nói chung là giá cả nó bấp bênh lắm. Mà còn lợn thì nó lại hay dịch bệnh. Mình đã dịch bệnh về còn lợn là mình mất trắng luôn, mất cám bã nhiêu vào đấy xong là nó chết là mình mất tất. Thì mình quyết định là chuyển sang con bò này. Cái con bò sữa này nó cho lợi nhuận rất là cao, cao hơn những con kia. Một là mình sẽ được thu hoạch sữa của nó, thì mình sẽ không mất được vốn. Mà hai bên cùng nữa là mình bán thịt đi là nó cũng không mất vốn của mình. Chăn nuôi bò sữa thì ngoài những tiến bộ khoa học kỹ thuật đã là khó khăn, thế và nguồn đầu ra cũng khó khăn. Thế nhưng mà với nỗ lực của gia đình rất là ham mê, cũng rất tiếp thu những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi, cho nên là chăn nuôi có hiệu quả. Nuôi nhiều luôn, nuôi nếu kể ra hàng nghìn con, nhưng mà xong nó giá nó rẻ, không được bao nhiêu, không bán tất cả đàn vịt chặt đủ giải tinh cám. Vịt nó bị dịch cúm gia cầm là 2005 là cũng bị đi tiêu hủy ấy. Đấy là vợ chồng tôi nó cũng rất chí là gặp khó khăn, rất chí là chán nản, nhưng mà thôi thì mình vẫn phải cố gắng khắc phục, cố gắng vợ chồng vẫn phải là bảo ăn, bảo nhau làm ăn. Mình bắt bằng tay là đôi khi là nó không bắt được đều bốn vú đấy, thì đôi khi nó vẫn gặp viêm thì mình lại phải chữa, là mình phải bỏ cái sữa đấy, thì nó cũng bị ảnh hưởng vào chăn nuôi của mình. Mình không có máy rồi nó mình thời gian của mình bỏ ra gấp đôi. Mình vắt đáng tuổi vắt máy con bo này là chỉ có 5-7 phút là xong một con, nhưng mà mình vắt tay có lúc phải lên đến 15-20 phút mới xong được một con. Nó cũng ảnh hưởng đến cả sức khỏe của mình nữa. Mình làm nhiều quá đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả sức khỏe, hay ốm. Khi ấy do không nắm vững kỹ thuật, sữa chị Đoan thu hoạch có chất lượng chưa đạt, chỉ được công ty thu mua với giá thấp hoặc từ chối bao tiêu. Nợ nần còn nhiều, vốn thì đã đầu tư. Chị Đoan không cho phép mình được chán nản. Chị không bỏ lỡ bất kỳ một lớp đào tạo, tập huấn chăn nuôi bò sữa nào mà địa phương tổ chức. Mới đầu là kỹ thuật mình vẫn còn chưa có, mình vẫn phải đi học hỏi nhiều. Rồi những cái buổi tập huấn đấy, người ta về trên xã hoặc là về địa phương là mình cũng phải đi tham gia học hỏi người ta về cách chữa trị của bệnh tật của con bò sữa đấy, và cách phòng bệnh của nó, thì là nó cũng ít rủi ro. Để nói là vợ chồng của bà Lương Thị Đoan này thì rất nhiều cố gắng. Một mặt là nuôi con ăn học đến đại học, thì một mặt là cũng bằng cái nỗ lực của mình tham gia học hỏi khoa học thì bà đã nắm chắc trong tay. Qua nhiều năm tháng,
kỹ thuật chăn nuôi của chị Đoan bắt đầu hoàn thiện, sản lượng sữa được nhiều, bán được giá cao. Mỗi lít sữa bán đi là những khoản nợ lại giảm dần. Khi nợ nần đã trả hết, tích lũy được một số vốn nhất định, vợ chồng chị Đoan lại đưa ra một quyết định táo bạo, đó là cắm sổ đỏ để vay vốn mở rộng quy mô chăn nuôi. Cuối 23 sang đầu 24 đấy, thì Hàm vợ chồng mạnh dạn là vay vốn của ngân hàng đấy. Lần ấy là vay 500 triệu là to lắm, lúc bấy giờ bò nó đắt lắm. Cắm sổ đỏ thế là mới vay được ngân hàng được 500 triệu. Lo lắng chỉ sợ là mình nuôi nó không gặt đấy, không có tiền giả ngân hàng là người ta sẽ lấy mất nhà cửa, sao con cái nó không có chỗ ở nữa. Không phải nguyên một sổ nhà tôi mà tôi còn mượn cả sổ của em tôi nữa cơ mà. Phải nói là cũng lo lắng, nhưng mà lo lắng cũng không làm nào được. Mình vẫn phải khắc phục làm ăn này chứ. Nếu mà không làm nào được nữa thì đành chịu đi cho ngân hàng hay lấy đất thôi chứ. Chị Đoan chia sẻ, dù lo lắng nhưng gia đình chị vẫn quyết tâm thực hiện bằng được. Bởi đây là cơ hội để thoát nghèo và xa hơn là làm giàu. Bỏ ra số vốn lên tới cả tỷ đồng, chị Đoan không cho phép mình chủ quan. Không dừng lại ở việc tham gia tập huấn tại địa phương, chị tìm tới những mô hình điểm tại các nơi khác để học tập. Đồng thời, khi có cơ hội, chị mời các chuyên gia chăn nuôi về mô hình để chia sẻ kinh nghiệm, từ việc chữa trị bệnh đến cách ủ chua thức ăn dự trữ cho bò. Nó đầy đủ cái thức ăn, các chất thô trong con bò. Cách ủ chua rất đơn giản là chúng ta phay cỏ ra, xong đó dùng cám, nguyên liệu của nó gồm có cám ngô, rồi muối. Đấy, cám ngô và muối, tỷ lệ của nó thì 2 cân cám ngô, 1 cân muối là tương ứng với 1 tạ cỏ tươi và cây ngô tươi. Vậy thì chúng ta sẽ trộn đều, rồi chúng ta sẽ đưa vào trong bể để chúng ta ủ chua. Đấy, cách thức trộn đều. Mình bóp sữa bỏ 2-3 tia đầu tiên này, nó mà bị viêm là nó sẽ có màu khác, màu nó hồi vàng và nó sẽ có chã, như thế là cái chã đậu. Thưa quý vị, với đàn bò sữa 30 con thì mỗi ngày chị Đoan có thể thu về khoảng 5 tạ sữa với giá bán là 14.000 đồng 1 kg. Không biết là khi mà sữa mình xuất cho công ty thì mình phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn như thế nào hả chị Đoan? Tiêu chuẩn của mình là phải đảm bảo là phải đủ độ khô, độ béo. Không được soma, nếu mà soma là nó sẽ ảnh hưởng đến sữa tất cả của trạm. Nhà mình có 3 cái máy hút sữa. Nếu vắt tay trong 20 mấy con bò này mình phải mấy người vắt. Nên nhà mình có mỗi 2 vợ chồng làm thì chỉ làm mình trồng được 3 cái máy thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà mình phải vệ sinh cái máy móc này phải sạch sẽ hàng ngày thì nó mới đảm bảo, còn không mà cái máy móc này mà mình mà không vệ sinh sạch thì là nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của sữa. Thời gian khai thác lâu dài, lợi nhuận cao, ổn định. Tuy nhiên theo chị Đoan, số vốn đầu tư nuôi bò sữa lại rất lớn. Mỗi con bò đang cho khai thác sữa có thể có giá trị lên tới 70 triệu đồng. Chọn con giống thật chuẩn. Không, mình mà không chọn được con giống chuẩn thì nó về 1-2 tháng nó đau chân hoặc là nó ấy, là mình lại phải bán thải đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của mình rất nhiều. Mà mình chọn được con giống mà nó chuẩn thì là mình nuôi thì nó cho mình sữa hàng 5-7 lứa, mình chưa phải thay nó. Hiểu rõ điều này, việc nhập bò được chị Đoan tiến hành vô cùng cẩn trọng. Chị chỉ nhập bò từ những địa chỉ uy tín, đảm bảo rõ ràng về nguồn gen, gốc tích. Thế cái gắn trên tay thế là nó ở biển mã của từng vùng một. Ví dụ như thế là mình ở Vĩnh Phúc là nó có sẽ có biển ở Vĩnh Phúc. Mà ở Ba Vì chẳng hạn thì nó có biển ở Ba Vì. Đấy, mình mua về để mình đánh dấu lại, xong mình bắn lại, xong là đến khi mình thụ tinh đấy để cho nó khỏi cùng huyết thống. Nếu mà khi con bò mà nó cùng huyết thống với nhau thì nó sinh sản ra con bò bê của nó sẽ kém. Là sản lượng sữa nó cũng không đạt được. Nên là mình phải có biển để mình bắn giống, bắn dược với mình cũng nhớ từng con một nữa. Dù vốn lớn, tuy nhiên bù lại, việc chăn nuôi bò sữa lại khá đơn giản. Bò là vật nuôi có thể trạng và sức khỏe tương đối tốt, có sức chống chọi với dịch bệnh. Ngoài ra, thức ăn cho bò sữa cũng không cần cầu kỳ. Hiện tại, chị Đoan đang cho bò ăn hỗn hợp thức ăn gồm cây ngô, cỏ voi đã ủ chua lên men. Theo chị, thức ăn này rất tốt cho gia súc nói chung và bò sữa nói riêng. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu thức ăn cho bò được sạch và an toàn, gia đình chị Đoan cũng tiến hành tự trồng cỏ voi, cây ngô trên diện tích lên tới cả hecta.
30 con bò nữa mình có tầm 2 mẫu 7 cỏ. Không sử dụng thuốc bảo quản một tí nào về cây cỏ vòi cả. Là mình tự nó là mình chỉ có tưới nước bình thường là nó lên thôi. Theo chị Đoan, thức ăn cho gia súc được chia làm 3 loại chính là thức ăn thô, thức ăn tinh và thức ăn bổ sung. Thức ăn thô bao gồm các loại rơm rạ, cỏ cây. Với thức ăn tinh là các loại cám gạo, khô dầu lạc, ngũ cốc và thức ăn bổ sung khoáng cộng vitamin. Với bò sữa, thức ăn quan trọng nhất với loài này là thức ăn thô, chiếm 60-70% lượng thức ăn hàng ngày. Còn lại là thức ăn tinh và thức ăn bổ sung. Nếu đảm bảo được tỷ lệ này thì đàn bò sẽ phát triển tốt, cho lượng sữa ổn định.